sáng đệ nhất heo tộc Quái Lúa Chắc Nét phục vụ những khách nào? Với công thức gia truyền độc đáo, đệ nhất heo tộc Quái Lúa Chắc Nét đã chinh phục biết bao thực khách thành ăn, từ người lớn tuổi đến trẻ nhỏ. Chính vì thế, đặc sản này luôn luôn có mặt trong các bữa tiệc lớn nhỏ, bữa ăn gia đình, họp mặt bạn bè và không thể thiếu tại các bữa lai rai của anh em. Mỗi miếng thịt heo quay lu vàng ươm, lớp da giòn tan, phần thịt ngọt mềm, thấm đượm gia vị cùng với nước chấm mắm tôm Thanh Hóa đậm đà và rau rừng tươi mát tạo nên một hương vị cực kỳ đặc biệt, mang đến ấn tượng khó quên cho bất cứ ai đã từng thưởng thức. Nên là đặc sản này chắc chắn sẽ làm hài lòng cả những thực khách khó tính nhất. Món ăn không chỉ ngon miệng mà còn ngon mắt khi được trình bày đầy đủ trên mề tre truyền thống. Hơn cả một chữ ngon, đây sẽ là trải nghiệm ẩm thực thú vị có 102 cho tất cả thực khách. Một điểm đặc biệt nữa là quả ngon giao món tận nhà với lu nóng, giữ cho món ăn luôn nóng hổi và thơm ngon như vừa mới ra lò. Và đầu bếp còn trực tiếp trình bày món ăn tại chỗ, từ hương vị đến hình thức đều hoàn hảo. Chính vì thế mà đặc sản đệ nhất heo tộc Quái Lúa Chắc Nét đã chiếm trọn tình cảm của tất cả thực khách. Bạn đã thử qua chưa? Nếu chưa, nhất định phải thử nha!